Tối 5/11, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt giữ Võ Thị Tê, 19 tuổi, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, và Nguyễn Thị Diệu Hát, 20 tuổi, trú tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khuya ngày 4 tháng 11, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại đường Hùng Vương, thành phố Huế, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an Thừa Thiên Huế phát hiện T và H điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện bất thường nên đã lập tức bám theo và yêu cầu hai cô gái trẻ dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai tiểu nữ xinh đẹp này đang tàng trữ trái phép 4 gói ma túy đá và 2 viên thuốc lắc. Ngay sau đó, hai dân chơi này đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Trước đó, khuya 3/11, tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động cũng đã phát hiện và bắt giữ Trần Công V, trú tại phường Phú Hội, thành phố Huế, đang tàng trữ một túi ni lông chứa 54 viên ma túy tổng hợp. Hiện Phòng Cảnh sát cơ động đã lập biên bản, bàn giao cho Công an thành phố Huế để tiếp tục điều tra, xử lý.